xin chào tất cả các bé. Các bé ơi, bài học ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn cho các bé học chữ P. Nào, bây giờ cô mời tất cả các bé hãy cùng hướng mắt lên trên màn hình và cùng theo dõi video của cô nhé. P. 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 Chữ P. Chữ P. 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 Chữ P. Chữ P. 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 Chữ P. Chữ P. Nét 1. Nét H. Đặt bút trên đường kẻ 2 trên. Viết nét H. Dừng bút ở đường kẻ 3 trên. Nét 2. Thẳng đứng. Từ điểm dừng bút của nét 1. Chuyển hướng viết tiếp nét thẳng đứng. Dừng bút ở đường kẻ 3 dưới. Nét 3. Móc 2 đầu. Từ điểm dừng bút của nét 2. Dê bút lên đến gần đường kẻ 2 trên. Để viết tiếp nét móc 2 đầu chạm đường kẻ 3 phía trên. Dừng bút ở đường kẻ 2 trên. Nét 1. Móc ngược trái. Đặt bút trên đường kẻ 6. Hơi lượn bút sang trái để viết nét móc ngược trái, đầu móc cong vào phía trong, dừng bút trên đường kẻ 2. Nét 2, cong trên. Từ điểm dừng bút của nét 1, lia bút lên đường kẻ 5, bên trái nét móc, viết tiếp nét cong trên, cuối nét lượn vào trong, dừng bút gần đường kẻ 5. Chú ý, độ cong ở hai đầu của nét cong trên không đều nhau, phần cong bên trái rộng hơn phần cong bên phải. P. 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 Chữ P. Chữ P. 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 Các bé ơi, video của cô đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cô cảm ơn tất cả các bé đã theo dõi video của cô. Các bé ơi, đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của cô để mỗi khi cô có video mới thì các bé là người được đón xem đầu tiên nhé. Cô cảm ơn các bé rất nhiều. Bye bye. Hẹn gặp lại các bé trong các video lần sau.